video chửi nhau với ai đấy? Nhưng mà tạo ra cái đờ ma phát anh em chửi anh khác anh em không ma phát là em lên ngay luôn, đờ ma hai hôm là lên ngay luôn, không chửi anh em không trêu nhau nữa. Nói thích thì bảo em thôi, đi tìm nhau đúng không? Lại đi tìm nhau cái bài nó không quan trọng. Hai thằng ở cùng một thành phố mà không tìm thấy nhau đúng không? Đây là con đường tách. Hello anh em, anh em tôi đang ở bên nhà anh Dũng. Đinh Lăng anh. Bình trước đây. Có đắng không anh? Làm quả đấy uống cho nó uống xong thì lại tỉnh luôn nhỉ? Uống tỉnh luôn đấy. Anh em tôi đang sang nhà anh Dũng đang thăm anh, sang cơ sở anh mới bán quần áo này, giày dép này, các thứ nhiều lắm, chất đầy nhà luôn này. Bán chạy lắm anh em ạ. Chất đầy nhà. Bán rẻ như bán lẻ rẻ như bán buôn. Đấy. Đấy. Anh Dũng bán rẻ rẻ bán lẻ rẻ như bán buôn. Đấy. Đấy. Đang chuẩn bị đồ ăn anh em ạ. Chứ đồ ăn thì chiến đấu. Chín rồi chỉ việc vụt thôi. Hello anh em. Từ hôm nay anh em tôi sang thăm anh. Sang mang ít đồ sang cho anh tẩm bổ rồi lấy sức thì anh còn live stream. Hôm nay anh em tôi là không say không về. Không say không về, hôm nay không say không về. Không, nhưng mà chú sợ ảnh hưởng chú ơi, cháu là ma nhiều cái bất tiện lắm. Ma như chú bán hàng bán nhiều các thứ là không được. Drama phải diễn như thật luôn. Rồi, không được drama đi tìm chú đâu đấy nha. Đây, em Long trên drama mới đi tìm nhau anh ạ. Đấy, chào 400 anh em nha. Đấy, anh em đang chuẩn bị đồ ăn này để chiến đấu. Vì lý do là dạo này anh Dũng nhà mình là hay livestream bán hàng buổi tối nên anh em chuyển sang ăn chiều. Đấy, chuẩn bị chiến đấu rồi. Chào Trần Tuấn nha, chào tất cả anh em. Chúc tất cả anh em buổi chiều vui vẻ nha, chào 500 anh em nha.